Hôm nay Bình Khanh chào đón chiếc Subaru Forester để vào làm chống đinh. Chống đinh vỏ xe đó là một công nghệ giúp cho chiếc xe của mình có thể di chuyển an toàn trên tất cả cung đường tại Việt Nam mà không cần phải suy nghĩ đến vấn đề thay vỏ xe dự phòng, vá vỏ xe. Nó sẽ chịu được những cái đinh dưới 6 ly và không cần vá lại sau khi bị đinh đâm. Chi tiết này thì Khanh đã làm một cái video nhỏ để giới thiệu, quý anh chị có thể coi lại. Bây giờ đi vào mục chính là hệ thống treo của chiếc Subaru Forester này có gì hay để Khanh giới thiệu cho mọi người nha. Đầu tiên thì Subaru Forester đó là một trong những chiếc xe được mệnh danh là Porsche từ châu Á. Thì nó sẽ có hệ thống an toàn EyeSight tân tiến nhất ở phân khúc xe châu Á, phân khúc xe dưới 1,5 tỷ. Rồi, cái thứ hai nữa là khung và gầm của chiếc xe này rất là chắc chắn. Rất chắc chắn. Rồi, ở phân khúc xe châu Á nha. Thì mình không thể nào đòi hỏi các chiếc xe này như một chiếc xe châu Âu được. Rồi, ở phân khúc xe châu Á nó là tốt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ coi cái hệ thống treo. Đây là chiếc xe model mới nhất của Subaru Forester. Thì ở model mới nhất thì chúng ta sẽ thấy cái phần đèn của nó đó là đèn vuông. Đèn vuông và đèn cản. Nó sẽ có cái viền chrome. Đó. Rồi, đây là chiếc xe EyeSight thì nó sẽ có camera ở phía trên kính. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi đến cái hệ thống treo. Đây là hệ thống treo của chiếc Subaru Forester. Phần treo trước của nó thì giống như những chiếc xe châu Á thôi, đó là treo Max Version. Đây là hệ thống treo rất là truyền thống và có chi phí bảo dưỡng rất là rẻ bởi vì nó rất là ít chi tiết. Đối với cái xe treo Max Version thì nó sẽ gồm một cái phuộc, cái phuộc và cái lò xo nó chung lồng chung với nhau. Còn phía dưới thì nó sẽ là sử dụng cái càng A. Đây là phần càng A, nhưng mà càng A nó là càng A thép thôi chứ không được càng A nhôm giống như những xe châu Âu. Rồi nó sẽ có một cái đây. Cái này nó gọi là trục mà chuyển động, từ bánh xe để truyền lực để cho cái phần bánh xe chúng ta quay. Rồi, cái này là thước lái, để nó đánh lái qua lại. Cái này là routine cân bằng. Đây, routine cân bằng. Thì cái routine này nó sẽ giúp cho chiếc xe vào cua ổn định và không bị mất lái. Một số xe bị mất lái là do cái routine này nó bị chai, bị hư. Đánh lái qua trái mà nó không qua trái, nó bị trễ. Đó là do routine cân bằng nha. Cái này thì nó sẽ thay theo chu kỳ. Thường thì 40.000, 80.000 tùy theo xe. Thanh này thì rất là rẻ, chúng ta để ý này thay và chạy mà kêu cụp cụp là do nó. Rồi phần đĩa, đây phần đĩa. Điểm yếu của những cái hệ thống treo nguyên bản của những chiếc xe châu Á đó, thì nó sẽ bị thường đó là bị ồn nè, rồi bị bong bền nè. Thì giải pháp hiện tại là trên cái phuộc zin á, thì chúng ta có thể là cách âm hóc vè để cho cái xe của chúng ta đỡ ồn hơn. Rồi trắng lớp chống đinh, có xốp để cho xe chúng ta đỡ ồn hơn. Nhưng mà chúng ta muốn một cái cảm giác lái nó tốt hơn thì chúng ta sẽ thay cái phuộc này, thay bằng những cái thương hiệu phuộc. Khanh có thể gợi ý cho mình là Tiin hoặc Koni. Thì chi phí thay thì bên Khanh sẽ tùy theo loại xe, thì quý anh chị cần thì bên Khanh sẽ báo giá cho quý anh chị, để cho mình có một cái cảm giác lái nó tốt hơn phuộc zin. Rồi, bây giờ chúng ta đi qua đến cái phần chân sau. Chân sau của xe. Này, chân sau của xe. Đây, chân sau của xe thì đối với Subaru, cái hệ thống treo sau của nó tiên tiến hơn các xe Nhật khác. Cụ thể là nó sử dụng cái hệ thống treo đa điểm. Nhưng mà đa điểm của Subaru thì nó sử dụng càng A trên và càng A dưới luôn. Đây, quý anh chị thấy cái càng A nè. Đây, cái chữ A nè. Đó. Rồi, cái phuộc. Cái phuộc nè. Đó, bệ đỡ phía dưới. Rồi xe này là xe dẫn động hai cầu toàn thời gian. Đó, thì nó sẽ có thêm một cái trục truyền động ở bánh sau nữa nè. Đó. Rồi ở đây là cái routine, đây routine nè, routine cân bằng sau. Rồi đây là một cái càng A để giữ cái máy ơ nhôm. Ở sau sử dụng đĩa luôn. Thì hệ thống đĩa của các xe châu Á đó sử dụng thì phần phanh á, nếu quý anh chị muốn có một hiệu suất phanh đó, tốt hơn, phanh ăn hơn, không bị kêu hơi cọt cọt nhẹ, thì chúng ta có thể nâng cấp cái bố phanh này thành bố phanh ceramic, là bố phanh ceramic carbon nha. Đó, thì cái hiệu suất phanh nó sẽ cao hơn, không bị dính bố phanh
khi mà đậu một thời gian dài và không bị bể bố phanh. Đó là ưu điểm của bố phanh ceramic. Nó sẽ có hiệu suất phanh bao gồm có là tản nhiệt nè, tốt hơn nè, rồi nó sẽ có quãng đường phanh ngắn hơn so với lại cái bố phanh tiêu chuẩn. Đây, hệ thống treo để Khanh cho mọi người coi phần gầm. Đây là những cái chi tiết mà quý anh chị mua xe thường sẽ không bao giờ để ý. Giống như Khanh nói là cái gạp phuộc này nè, thì chúng ta có thể nâng lên những cái thương hiệu Koni hoặc là T-in để chúng ta có một cái cảm giác lái nó tốt hơn. Đây, hệ thống treo. Treo sau là treo độc lập nha. Treo độc lập đa điểm. Ok, đây là Forester Eyesight. Rồi, một cái video ngắn nho nhỏ chia sẻ cho nhà mình về những chi tiết ở phần gầm xe Subaru Forester. Cảm ơn tất cả quý anh chị luôn theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại.